Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà hàng Ni xanh chín giữa đêm, hai bên choảng nhau y xèo. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bà Phương Hằng và nhà báo hàng Ni thu hút đông đảo sự chú ý từ dư luận. Cho rằng nhà báo hàng Ni có những phát ngôn chống phá xuyên tạc về quỹ từ thiện Hằng Hữu do mình làm chủ. Từ giữa năm 2021, CEO Phương Hằng liên tục tế sóng đối phương trên sóng livestream. Không dừng lại những lời thóa mạ, công kích, vợ ông Dũng Lò Vôi còn hăm dọa gặp đâu đánh đó, khiến nhà báo Hằng Ni phải làm đơn yêu cầu được công an bảo vệ riêng. Những ngày trở lại đây, bà Phương Hằng có nhiều động thái đáp trả gay gắt hơn. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, nữ doanh nhân tuyên bố đúng 9 giờ tối ngày 2 tháng 3 sẽ đích thân đến nhà riêng của Hằng Ni để tiếp chuyện. Trong tâm thư, bà chủ khu du lịch Đại Nam không quên mắng mỏ bông hồng thép là đồ hèn hạ, YouTuber. Hằng Ni ơi, ngày mai mày mời tao 9 giờ có mặt đi, tao sẽ có mặt để uống rượu vang với mày. Còn uống rượu mời hay rượu phạt thì cứ chờ đó nhé. Một con YouTuber bán miệng nuôi thân, bấu lấy miếng cơm manh áo từ cá rama này đến mòn răng mà vẫn không biết nhục. Ngày nào tao còn chiến đấu về cá rama này thì cũng coi như ngày đó mày được tao hoan hỉ, bố thí thêm chút ít ỏi cơm view. Bản chất vẫn là bú phem hèn hạ mà cứ tỏ ra lòng dạ thanh cao. Hạ màn được rồi, có muốn 9 giờ tối mai tao qua uống vang với mày để chỉ cho mày biết vang nào là giả, vang nào là thật. Đúng như lời hẹn ước, bà Phương Hằng dẫn theo trợ lý riêng cùng dàn vệ sĩ lực lượng đến điểm hẹn. Cuộc gặp gỡ thu hút hàng nghìn người dân và YouTuber khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn. Bước ra từ siêu xe, đại gia xứ Bình Dương liên tục nhấn chuông nhưng 2 phút hơn, nhà báo Hằng Ni vẫn không xuất hiện. Thay vào đó, nữ nhà báo ở lầu trên dùng livestream và bật nhạc to. Ở bên ngoài, phe chính nghĩa hô lớn tên bà Phương Hằng, yêu cầu Hằng Ni phải ra đối chất. Theo ghi nhận từ một số livestream, công an ngay sau đó đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Bà Phương Hằng cùng các cộng sự được mời về phường để phục vụ công tác điều tra. Không đối đầu trực tiếp, hai bên tiếp tục bày binh bố trận trên mạng xã hội. Bà Phương Hằng nói, Hằng Ni ơi, hèn quá hèn, sao mạnh miệng nói chơi rồi mà lại dùng chiêu F0, nhục quá nhục luôn. Nào núp lùm, nào trốn, nào bệnh, rồi giờ còn cái màn Covid thì khác gì cô hồn. Cuối cùng vẫn là hạng bán miệng nuôi thân, đụng chuyện cũng chui xuống lùm xuống cống nước bằng mọi thủ đoạn, nhục ơi là nhục, hèn ơi là hèn. Về phía Hằng Ni, nhà báo tỏ vẻ hả hê vì đối thủ không đạt được mục đích. Cô viết lời khiêu khích đáp trả như sau. Khỉ hề đến nhà bước xuống xe, say 2-1 tiếng bị lên phường lập hồ sơ 1 tiếng đồng hồ, cái giá cho cuồn cuộn. Theo báo Dân Việt, nhà báo Hằng Ni cho rằng bản thân chị là người đang tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng và đang được công an thụ lý. Trước những gì diễn ra, nhà báo Hằng Ni nhận định có thể đây là hành vi trả thù người tố cáo của bà Hằng. Theo nhà báo Hằng Ni, thời gian qua bà Hằng liên tục có các buổi livestream thóa mạ, vu khống, đe dọa đến nhân phẩm tính mạng của mình. Không chỉ dừng lại ở các lời đe dọa, gần đây bà Hằng còn thăm dò địa chỉ nhà ở của Hằng Ni rồi lên lịch bảo sẽ đến vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 3 năm 2022, tuy bà Hằng không đến nhưng những đối tượng tự xưng là phe chính nghĩa ủng hộ bà Hằng đã có mặt tại nhà tôi từ rất sớm, không những gây mất an ninh trật tự khu phố mà còn ngang nhiên đánh người. Đáng lo ngại hơn là trên trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, với tên Hà Ly, bà Nguyễn Phương Hằng đã công khai sẽ đến nhà tôi vào lúc 9 giờ tối nay, ngày 2 tháng 3 năm 2022, để kêu gọi lôi kéo thành phần ủng hộ bà đến nhà tôi tiếp tục gây rối. Hằng Ni viết, với những lời nói việc làm vừa qua của bà Nguyễn Phương Hằng, nhà báo Hằng Ni nhận thấy đã có đủ căn cứ để lo ngại việc bà Hằng có thể bất chấp pháp luật, thuê người ngoài giang hồ, huy động thành phần ủng hộ bà hay tự tay bà để thực hiện những hành vi mang tính chất nguy hiểm cho nhà báo Hằng Ni nói riêng và xã hội nói chung.